Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ Linh Tâm Thanh Hằng đến chi buồn cùng gia quyến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sau khi nghe tin nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh qua đời, đông đảo người hâm mộ vây kín tại nhà riêng của cố nghệ sĩ. Những anh em đồng nghiệp thân thiết với ông Hoàng Cải Lương cũng lần lượt có mặt để chi buồn cùng gia quyến. Thông tin nghệ sĩ Tứ Vũ Linh qua đời khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng xót xa cho một tài năng cải lương đã ra đi mãi mãi. Tối năm tháng 3, tại nhà riêng của cố nghệ sĩ, đông đảo khán giả từ khắp mọi nơi đổ về để gửi lời chào tạm biệt thần tượng một thời của nhiều thế hệ. Nghệ sĩ Tứ Hữu Quốc và nghệ sĩ Bình Tinh có mặt từ sớm, túc trực bên linh cửu và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và nghệ sĩ Bình Tinh có mặt tại nhà riêng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từ sớm sau khi nghe tin dữ. Nghệ sĩ Cải Lương Vũ Luân, con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng có mặt. Tối 5 tháng 3, đông đảo người thân có mặt tại khu phố nơi diễn tang lễ. Cả một góc đường được vây kín bởi người hâm mộ. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ liên tục bàn bạc cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp bàn thờ cho đàn anh. Nghệ sĩ Thanh Hằng nhanh chóng có mặt Cô không giấu được nét mặt đượm buồn khi hai tin người đồng nghiệp mà mình thương yêu kính trọng hết mực đột ngột qua đời. Nghệ sĩ tú thoại Mỹ bàn bạc với gia đình để lo hậu sự cho người anh thân thiết. Dù đau đớn trước tin đàn anh rời nhân thế, nên nghệ sĩ vẫn dặn lòng nén đau thương. Cô cùng với nghệ sĩ bình tinh giúp người thân lo lẹo mọi việc. Họ gắn gượng để có thể chu toàn tang lễ cho tiền bối trong nghề. Nghệ sĩ Thanh Hằng không giấu được sự xúc động khi đến gặp đàn anh lần cuối. Trưa năm tháng 3, nghệ sĩ Linh Tâm đến nhà riêng của người anh tài hoa, liên tục cúi mặt gạt đi những giọt nước mắt khiến ai cũng xót xa. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền dù sức khỏe không tốt nhưng bà vẫn cố gắng đến tiện đưa người học trò đi về cõi an lạc. Chỉ trong hai tuần, bà đã phải vĩnh biệt hai người đồng nghiệp thân thiết là nghệ sĩ Thiên Kim và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ Linh Tâm liên tục gục mặt buồn bã, không thể che giấu được những giọt nước mắt. Như sĩ ưu Tú Diệu Hiền đau đớn khi chỉ trong hai tuần phải vĩnh biệt người bạn thân thiết và cậu học trò thân yêu. Chỉ một tuần trước, bà xót xa khi hai tin nghệ sĩ Thiên Kim mất. Chiều năm tháng 3, cáo phó của nghệ sĩ Tú Vũ Linh được dựng trước cửa nhà riêng. tang lễ diễn ra từ ngày 6 tháng 3 và kết thúc vào sáng 9 tháng 3, linh cửu cố nghệ sĩ được chôn cất tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Khán giả mến mộ giọng hát Hồ Quảng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để viếng thăm và từ biệt người nghệ sĩ tài hoa đi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cáo phó của nghệ sĩ ưu Tú Vũ Linh được dựng trong tối 5 tháng 3. Di ảnh của ông Hoàng Cải Lương khiến khán giả đồng nghiệp càng thêm xót xa. Ca sĩ Hồng Phượng cùng mẹ là nghệ sĩ Hồng Nhung, em ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gắn gượng lo toan hậu sự cho cố nghệ sĩ được chu toàn. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là mất mát quá lớn. Sân khấu Cải Lương giờ đây đã vắng bóng người nghệ sĩ tài hoa. Đối với gia quyến của ông Hoàng Cải Lương, đây là điều đau đớn khó nguôi ngoài nhưng ai cũng gắn gượng chu toàn hậu sự. Khán giả xa gần cũng như đông đảo anh chị em nghệ sĩ đều gửi những lời chia buồn, thành kính, phân ưu đến với người ở lại. Mong họ sẽ cố vượt qua nỗi đau tột cùng này. Cùng đọc thêm những bài viết hay tại tin mới nhất nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo